bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay rất vui mừng chia sẻ với bạn các cái mẫu nhà vườn mà công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho tất cả các khách hàng từ trước và hôm nay thì kênh YouTube Phạm Văn Tuân sẽ chia sẻ với bạn một series các cái mẫu nhà vườn máy thái đẹp cho các bạn và sẽ phát hành vào 8 giờ sáng hàng tuần nhé. 8 giờ sáng hàng tuần. 8 giờ sáng hàng tuần thì các bạn nhận được mỗi một buổi sáng 8 giờ sáng các bạn sẽ nhận được cái mẫu một bộ hồ sơ nhà vườn máy thái đẹp mà do công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ cho các bạn. Và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tư vấn thiết kế nhà thì chúng ta hãy comment và chia sẻ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng khám phá những mẫu nhà vườn máy thái đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn và trong video ngày hôm nay chia sẻ cho các bạn mẫu biệt thự 2 tầng. Đơn vị chúng tôi thiết kế cho chủ đầu tư là anh Phạm Văn Bình ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thì trong video ngày nay sẽ chia sẻ cho các bạn cái mẫu biệt thự 2 tầng đẹp này cho các bạn. Và các bạn chúng ta sẽ quan sát trên màn hình, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Với cái yêu cầu của anh Phạm Văn Bình là muốn có một cái mẫu nhà hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà xung quanh của cái khu vực mình đang ở, thì đơn vị chúng tôi đã tạo ra cái mẫu nhà biệt thự này cho anh. Và với cái phần không gian kiến trúc mặt tiền được phối hợp giữa màu trắng và màu vàng thể hiện sự sang trọng của một căn biệt thự 2 tầng. Và các bạn có thể quan sát cái thông số kích thước, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Thì kích thước từ cái phía đầu mà tôi vạch đỏ từ đến này, kích thước này là 9m các bạn nhé. Trên này là 9m. Đó, 9m. Thì với cái thiết kế các bạn nhìn rất là đẹp và sang trọng với cái căn biệt thự 2 tầng này, thì kích thước cái không gian vị trí các tầng như nào thì các bạn sẽ xem cái bản vẽ tiếp theo. Trước tiên chúng ta sẽ xem cái bản vẽ 3D trước, sau đó chúng ta sẽ xem cái bản vẽ 2D sau. Theo cái quy trình xem bản vẽ 3D xong đến bản vẽ 2D các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ tiếp tục xem cái phần bản vẽ tiếp theo. Đây là cái bản vẽ này thì các bạn nhìn được cái không gian nhà đó, ở vị trí này. Tôi sẽ view gần lại cho các bạn quan sát. Thì vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được cái tổng thể cái không gian nhà này. Vừa rồi thì tôi đã đo các bạn từ cái vị trí từ đây đến đây là 9m. Thế còn từ vị trí từ đây đến đây thì bao nhiêu? Là 10m rưỡi các bạn nhé. Đấy, theo cái vạch đây là 10m rưỡi, 10,5m. Thì khi không năng sử dụng các phòng ra làm sao thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Khi các bạn bước 5 bậc chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Và ở tầng 1 thì gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, khu vực bếp, nhà vệ sinh và khu vực cầu thang. Công năng sử dụng tầng 1 các bạn nhé, thì gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, bếp, một nhà vệ sinh và khu vực cầu thang. Còn trên tầng 2, khu vực ở trên tầng 2 này thì gồm có 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và một phòng thờ cộng với một nhà vệ sinh các bạn nhé. Đó, cái công năng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Phạm Văn Bình. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ đến với cái phần bản vẽ tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ không gian nội thất. Thì đây là khu vực tầng 1, ở vị trí tầng 1 thì các bạn sẽ nhìn nhé, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Tại vị trí tầng 1 chúng ta vào đây là khu vực phòng khách của gia đình. Đây chỗ đặt tivi, trang trí nội thất này. Đơn vị chúng tôi cũng tính toán khu vực nội thất cho anh. Dọc cái hành lang này thì chúng ta đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ số 1, sau đó chúng ta đi xuống tới hành lang đến đây. Thì các bạn quay vào khu vực bếp và đi đây, chúng ta sẽ đến lên khu vực cầu thang. Và cuối này là không gian nhà vệ sinh. Đây là không gian bếp của gia đình. Đó, đây là không gian bếp của gia đình. Thì đơn vị chúng tôi sẽ tính toán cái vị trí đặt bếp như nào có đầy đủ hết cho các bạn. Chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ không gian nội thất tiếp theo. Đây là khu vực tầng 2, không gian nội thất khu vực tầng 2 cho các bạn này. Các bạn quan sát khu vực tầng 2. Ở trên tầng 2 này thì các bạn nhìn, đây là khu vực phòng thờ này. Đấy, nếu mà chúng ta đi từ cầu thang lên đây, lên đây, lên đây, đấy, thì chúng ta sẽ đến khu vực tầng 2. Thì đây chúng ta sẽ vào phòng ngủ thứ nhất, vào phòng ngủ số 2, vào phòng ngủ số 3. Và đây là cái phòng sinh hoạt chung ở giữa tầng. Và cuối này, cuối hành lang này chúng ta là có một cái nhà vệ sinh nữa dành cho tầng trên tầng 2. Và tầng 1 và tầng 2 khu vực nhà vệ sinh giống nhau để chúng ta dễ
thi công các bạn nhé. Rồi mời các bạn tiếp tục, chúng ta sẽ khám phá phần tiếp theo của video giới thiệu cái mẫu nhà vườn mái thái đẹp này, thì các bạn nhìn lại một lượt nữa. Đó. Đây là cái không gian mặt tiền phía trước của công trình được phối màu giữa màu trắng và màu vàng, thể hiện sự sang trọng của cái căn biệt thự này. Thì mời các bạn, chúng ta sẽ đến với một số cái phần 2 của video, giới thiệu các bạn một số hình ảnh bản vẽ 2D. Và trước khi đến phần 2D thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều cái mẫu nhà vườn mái thái đẹp và những căn biệt thự đẹp. Và các bạn cần tư vấn thiết kế nhà thì chúng ta sẽ gọi điện theo cái số hotline này của công ty đây, công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì các bạn cần tư vấn thiết kế thì chúng ta gọi theo số hotline này. Tôi đọc chậm cho các bạn ghi chép nhé, 0386 325 566. Các bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn theo quy trình 3 bước. Bước 1, đến nhà các bạn để khảo sát hiện trạng đất. Bước 2, bàn giao hồ sơ bản vẽ. Bước số 3 thì cung cấp cái dịch vụ giám sát hạng mục cốt thép các bạn nhé. Giờ mời các bạn chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai video, chúng ta sẽ xem một số cái bản vẽ 2D mà đơn vị tôi đã thiết kế cho anh Phạm Văn Bình ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, với kích thước không gian căn biệt thự mặt tiền là 9m x 12m. Tầng 1 cũng có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh cầu thang. Tầng 2 3 phòng ngủ, một phòng thờ và một phòng sinh hoạt chung, không gian sinh hoạt chung và khu vực nhà vệ sinh. Và mời các bạn chúng ta sang cái phần bản vẽ 2D. Thì ở bản vẽ 2D đây thì đơn vị chúng tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn như này cho nó nhanh này. Đây, chúng ta vừa rồi đang ở cái phần bản vẽ mặt tiền phía trước của công trình. Ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với bạn các cái thông số, chia sẻ nhanh với bạn một số cái thông số đây thôi. Thứ nhất là cái chiều cao của tầng 1 là 3m9, trên tầng 2 vẫn là 3m9 và cái hệ mái phía trên là 3m85. Tổng chiều cao từ nền sân ấy lên đến vị trí cao nhất là 12,5m các bạn nhé, 12,5m. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo. Ở cái bản vẽ tiếp theo này thì các bạn nhìn được khu vực mặt đứng của không gian nhà và cái chiều cao các vị trí mặt đứng, các cái cửa sổ của không gian nhà các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta đến cái mặt đứng tiếp theo nữa. Đây vẫn là cái mặt đứng tiếp theo của công trình. Với cái thông số trước cụ thể để các bạn có thể là thi công một cách dễ dàng nhất, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mặt bằng nhé. Thì ở cái mặt bằng này tôi sẽ phân tích cho các bạn, chúng ta sẽ có cái góc nhìn tổng thể nhất khi chúng ta bước vào khu nhà. Sẽ là một phòng khách, phòng khách đây các bạn nhé, có diện tích là 21m2. Phòng khách chúng ta sẽ đi vào đây, khu vực phòng ngủ, phòng ngủ của anh chị ở tầng dưới có diện tích là 14m2. Và tiếp theo là phía đằng sau này chúng ta lên cầu thang. Cầu thang thì đơn vị tôi đã tính theo cái bậc phong thủy là 21 bậc để lên tầng trên. Và chúng ta đi từ phòng khách này sang đây là khu vực bếp. Bếp có diện tích là 25m2 các bạn nhé, không gian bếp. Và đây là khu vực cuối hành lang, là khu vực nhà vệ sinh. Đây là cái phần không gian bố trí tầng 1. Chúng ta đến với bản vẽ tầng trên. Đây là phần tầng trên. Ở tầng trên này tôi sẽ phân tích cho các bạn khi chúng ta bước 25 bậc đây, theo hướng mũi tên này chúng ta lên đây. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích là 12m2. Phòng ngủ tiếp theo cũng 12m2. Phòng ngủ này giống phòng ngủ phía dưới là 14m2. Đó, còn đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ các bạn nhé. Còn đây là khu vực phòng sinh hoạt chung. Đó, phòng này phòng sinh hoạt chung các bạn nhé, ở trên tầng 2. Và cuối hành lang là chúng ta có cái nhà vệ kép C này, phục vụ cho 3 phòng ngủ này ở phía cuối hành lang. Phòng dưới hành lang này cũng giống với tầng 1 các bạn nhé, để dễ thi công về phần sau này. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo. Đây là các bạn quan sát cái phần hệ mái phía trên này, đúng không ạ? Đây, với hệ mái phía trên này thì chúng ta sẽ làm như nào? Ở khu vực phía trên này này, đấy, nó có cái độ vát như này.
để tạo cái điểm nhấn không gian nhà này. Đây có cái độ vát này. Đấy. Thì chúng ta làm thế nào? Thì đây chúng ta sẽ đến cái bản vẽ chi tiết ở phần vát phía trên. Đây. À, khu vực bản vẽ. À, phần phía trên nhé các bạn nhé. Đó. À, đơn vị tôi tính toán cho các bạn. À, phần phần này các vị trí dầm và cốt thép đặt như nào cho các bạn nhìn. Đó, có hết cho các bạn. Được chưa các bạn, nhìn chưa? Đó. Thép mái, phần mái phía trên ấy. Đó, các bạn quan sát. Để đơn vị chúng tôi có đầy đủ hết. Thì các bạn xem thêm một số cái thông số kích thước. Bản vẽ tiếp theo nữa nhé. Đây là bản vẽ điện này. Đó. Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 1. Chúng ta xem một số cái bản vẽ mặt bằng điện chiếu sáng tầng 2. Chúng ta nhìn thấy tầng 2, khu tầng 2. Chúng ta xem một số hồ sơ bản vẽ. Đây là cái mặt bằng khu vực ổ cắm ở dưới tầng 1. Các vị trí ổ cắm chúng tôi phân chia hết rồi. Tiếp theo ở tầng 2, ổ cắm tầng 2 cũng tương tự cho các bạn quan sát. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ quan sát được một số cái phần mặt cắt của công trình, đúng không ạ? Các bạn nhìn khu vực mặt cắt. Thì vừa rồi đơn vị chúng tôi cung cấp nhanh cho các bạn một số cái hồ sơ bản vẽ mà công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh chủ đầu tư anh Phạm Văn Bình ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, với kích thước mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà là 12m các bạn nhé. Ok, mời các bạn chúng ta sẽ quay lại. 12m là tính từ cái phần sảnh hiên này nhé, các bạn vào nhé. Còn trong nhà là 10m rưỡi. Những gia đình nào có ý tưởng xây dựng một căn nhà biệt thự mái Thái đẹp như này thì chúng ta hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Đơn vị chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất. Và các bạn muốn lấy lại các bộ hồ sơ bản vẽ nhà biệt thự này, nếu gia đình các bạn có cái khuôn đất kích thước mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà 12m, thì các bạn hãy điện cho tôi theo số hotline 0386 325 566. Thì các bạn chỉ mất một chút kinh phí thôi thì chúng ta nhận được toàn bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn mái Thái đẹp này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Và chúc riêng gia đình anh Phạm Văn Bình ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và chúc các quý khán giả theo dõi đến cuối video này, những bạn đang xem được video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều cái mẫu nhà vườn mái Thái hoặc những căn biệt thự vườn mái Thái đẹp. Các bạn nhớ chia sẻ những video hữu ích này đến nhiều gia đình đang cần về những mẫu nhà vườn mái Thái đẹp để chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà mơ ước. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút cái quả chuông nhé để nhận được video mới nhất mà đơn vị chúng tôi đăng lên kênh YouTube. Vâng, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.